xin chào mấy bạn nha. Thì hôm nay là hai vợ chồng của Vi có dịp đi về miền Tây á, nhưng mà Vi ghé vô thành phố Mỹ Tho. Vi đang ở trên đường vaccine của ngay chỗ thường ở chỗ đây người ta gọi là đường Hoa Lạc Hồng mấy bạn. Thì đây Vi lia một dòng cho mấy bạn coi đó, cái cảnh ở đây thường hồi tối hồi đó là Vi cũng có học ở đây. Thì buổi tối mấy bạn thường hay ra đây ngồi chơi hóng gió lắm rồi. Thì ở đây là có một cái quán nước mía tên là Duy Phúc, số địa chỉ là 12 Giác Xin. Thì mấy bạn giới thiệu ở đây là cái quán nước mía rất là nổi tiếng. Cái quán nước mía này thì nó đặc biệt hơn các quán nước mía bình thường khác, giống như là nó có thêm cái hương vị sầu riêng trong đó, rồi nó có thêm nhiều cái thức ăn giống như trà sữa của mình vậy mấy bạn. Nhưng mà hôm nay mình mới về, mình mới ghé thử thì giống như ngày xưa thì mình thấy cái đường này cũng có bán nước mía, nhưng mà không có các nguyên liệu ăn kèm giống vậy, nhưng mà hôm nay nó có rồi. Thì thôi hôm nay mình sẽ ghé mình thử với mấy bạn nha. Nói chung với mấy bạn là mấy bạn có thể mua nước mía xong rồi mấy bạn ra ngoài cái khu vực này nè, ngồi uống và thưởng thức luôn, rất là mát luôn cái khu vực bờ hồ này nè. Bây giờ mình sẽ vô trong quán để mà mình kêu nước mía để mình uống. Đây là cái quán đó bạn, khách đông kinh khủng luôn. Đa phần các bạn đi ghé mua về ở lại ăn, hoặc là ở lại thưởng thức, hoặc là mua đem về. Thì cái quán nhỏ thôi các bạn, cái bàn thì cũng ít, số lượng ít lắm. Bây giờ mình sẽ vô quán. Đây là cái chỗ mà cô làm nước mía mấy bạn. Tại vì ở phía trước á, là nó hơi nhỏ cho nên mình không có thể làm ở đó được. Cái mình làm ở đây nè, các nguyên liệu đều để trong lạnh hết, rồi mình chế nước mía vô. Ở trong nước mía này nó có sầu riêng hay là mình để riêng hả cô ha? Để riêng nha. Đây nè, mặt ly thì nó có phần đậu phộng trên nè mấy bạn. Đậu phộng còn mấy ly nữa cô? Hai rồi, hai nữa. Đây đây mấy bạn, cái đây là mít nè, rồi cái bên đây là rau câu của cô nhà làm đúng không cô? Rau câu ở nhà chị nấu bằng nước dừa đó em. Nấu bằng nước dừa luôn. Còn đây là mình đi cho mấy bạn coi là nước mía nè. Bên đây là sầu riêng đúng không cô? Sầu riêng á. Rồi mình có gì ta? Đậu xanh không cô? Không, chỉ sầu riêng không mà, cô chỉ chiên sầu riêng mà. Rồi chiên sầu riêng. Là các nguyên liệu mình để riêng hết cho mấy bạn. Mình đã chế một ly vô, rồi ví dụ như ai mà uống không có sầu riêng là mình không có lấy. Mình không để sầu riêng, đủ cho con, lấy đi. Ví dụ như ai mà không có lấy sầu riêng thì mình không có lấy sầu riêng. Dạ. Yêu cầu mà, có dạ. Người không ăn rau câu, rồi người không ăn mít rồi vậy đó. Dạ, dạ. Thì mình phải làm theo yêu cầu cách đó. Giờ cái này ấy, còn làm 2 ly cho em này nó ngồi uống rồi. Hai ly nó đủ rồi hả? Dư hả? Mà để cho ai biết đó. Không có dư đâu, không có sợ dư đâu, liên tục thiếu tới. Quán chị rồi rất là sạch sẽ, hợp vệ sinh nè. Dạ. Cái này uống cái gì? Cái đó để uống để hai em này nó quay về trước mình. Chị ấy. Dạ chị có. Rót vô cho em có. Nè cái ly này của em nè. Đây mấy bạn cô. Cái nước mía này mà đặc biệt mấy bạn thấy không, cái nước mía nó màu xanh rất là đẹp. Thường thường mình uống trên Sài Gòn cái nước mía nó hơi màu vàng, nhưng mà ở đây nước mía màu cái xanh. Cái nội nó có hai loại mía này mà. Có hai loại mía. Là mía này xanh, loại màu vàng. Nó hai loại. Dạ. Sầu riêng để bây giờ mình đi ra đây tại vì cái khu vực này nó hơi nhỏ cho nên đừng đánh tránh. Wow. Hai ly không được đổi lại hai ly không được riêng. Giờ để đi thay uống hả? Ngồi uống. Đó, cái này là một ly hoàn chỉnh rồi nè em. Đó, một ly. Hai ly không được riêng. Tụi con uống sao cũng được. Ủa mấy đứa ở đâu? Dạ, tụi con ở trên Sài Gòn nè. Đây, rồi mấy bạn ơi, một cái ly sầu riêng nè. Không có cái quán nào mà qua cái quán Duy Phúc số 12 đường Giác Xin này hết. Mình bán cái này là lâu chưa hả cô? Chị bán xin được lần thứ 20 nữa rồi đó cô. 20 luôn rồi. Hai ly đều không sầu riêng hết hai em. Đầy đủ như không sầu riêng hết. Hai ly đầy đủ. Ngồi uống hai đêm về. Hai ly đầy đủ mà không có sầu riêng uống. Vô đây thơm nực nồng. Cho em ngồi sát ở bên Hồ Tấn. Thơm nực nồng mùi sầu riêng luôn mấy bạn. Mà trời chất mà em. Trời nắng mà mấy bạn ghé đây hoặc là buổi tối mấy bạn ghé đây uống sầu uống nước mía là thấy mát rồi đó nha. Chị nói chuyện mà.
Cô nói với mấy bạn là cô cho mình biết là cái quán này cô là sinh nhật lần thứ 20 luôn hả mấy bạn, cô bán rất là lâu luôn rồi. Mấy quán kia là mới ra lâu thôi. Cô là ngày xưa mình cũng bán có sầu riêng trước luôn hay là mình mới suy nghĩ cái đây? Chị hồi xưa là khoảng 3 năm đầu là chị bán không có sầu riêng. Dạ. Sau đó cái là tổng sầu riêng hả chị? Quê chị là quê chị ở xuống trồng sầu riêng á. À dạ. Chị mới có cái ý tưởng chị để vô thử. À. Để vô thì mọi người thấy khách tắt. Dạ dạ. Cho nên chị để cái này không sầu riêng. Không sầu riêng rồi. Một ly có sầu riêng. Ba người. Chị bưng trước đi, hai ly có đi. Rồi là lúc đó là mình bán luôn. Rồi lúc đó là mười mấy năm nay là chị sẽ bán luôn sầu riêng. Dạ. Tại vì quê chị ở Cà Lậy á. À. Nhiều lắm. Rồi cái mình suy nghĩ ra cái sầu riêng bỏ vào. Sầu riêng chị để vô. Rồi cái mọi người thấy thích dạ dạ. Cho nên chị từ đó là chị quán chị là nổi chuyên sầu riêng luôn á. Dạ dạ. Một ngày quán kia là mới để đây thôi. Dạ. Ta có nhiều khi hai vợ chồng mình ghé cái chỗ mà bán nước mía sầu riêng nổi tiếng ở Mỹ Tho các bạn. Số 12 đường Giáp Xanh. Ở Mỹ Tho các bạn. Thì cái quán này nằm ngay cái chỗ hồi xưa gọi là cái đường Hoa Lạc Hồng đó các bạn. Đây là một cái ly đầy đủ của mình. Thì nó gồm có một cái phần rau câu, rồi mít và một sầu riêng ở trên với lại đậu phộng nha bạn, đậu phộng rang, ở dưới là nước mía. Ừ. Rồi bây giờ mình nó xuống trước để ấy cho nó sầu riêng nó tan ra trong nước mía, rồi đá nó ngâm vào cho nó lạnh các thành phần này để mình ăn cho nó hấp dẫn. Trước tiên là thấy mùi sầu riêng nó rất là thơm rồi các bạn ơi. Rồi cái phần mít này cũng nói là mít là lấy ở vườn nè. Vườn nhà của cô là ở trên cây lậy có trồng mít. Rồi có trồng sầu riêng luôn. Còn cái rau câu này thì tự làm ở nhà mấy bạn. Ồ nó lạnh lạnh. Ăn rất là mát luôn. Mình đang đi nắng về á, mình thấy cái ly này mình rất là thích. Để mình uống thử cái hả. Mình quậy nó lên trước nha mấy bạn. Quậy cho nó mạnh lên cho nó đá nó tan ra để mà nóng. Ủa để nó lạnh á. Cái là mình uống cho nó hấp dẫn. Cái ly đầy đủ, một ly đang không sầu riêng đang chị. Cái ly đầy đủ, mỗi đang có là khác nước. Mà cái ly nước mía này rất là nhìn rất là hấp dẫn. Lúc cái nước mía nó xanh nó nhìn hấp dẫn lắm, rồi thêm cái mùi còn sầu riêng nó thơm, nó kích thích mình nữa. Rồi đá nó lạnh nó làm mình rất là thích mà nó vừa ngọt. Cô bạn cho mình hay là cái quán này là cô sinh nhật lần thứ 20 rồi các bạn. Và cô bán lâu lắm rồi. Mà trước đó thì cô chỉ bán nước mía bình thường. Sau này cô mới bắt đầu mở nước mía sầu riêng đó mấy bạn. Để mình ăn thử một cái cục ơi. À mình ăn thử cái cục rau câu cho mấy bạn. Rau câu rất là béo, có nhiều nước dừa, giòn giòn, thịt lặn, có thêm mít nữa ngon rồi. Ngon lắm đó bạn, nhớ ghé thưởng thức nha. Tuyệt vời. Mình uống một cái nó hết luôn rồi. Mình uống xong á, có hai cách để mấy bạn nhận xét. Vừa ăn vừa uống. Còn không á thì mình uống hết rồi mình thưởng thức chắc hơn các cái loại như tấm vinh này nha mấy bạn. Mấy người cắt người. Hết quá trời luôn. Kịp 246 phải đâu đó. Nè đó, công đoạn này là để đậu phộng vô là nước nè đó. Em thấy ly nước mía em thấy thèm chưa, nhìn mít vàng tươi luôn rồi. Bắt đầu bưng nha con, chưa có đủ rồi, thấy vô đây chứ. Các bạn bữa nãy có ly mía ấy còn không, còn đây chạy em về nè. Khách đông quá trời luôn, cô làm luôn tay luôn mấy bạn, không có nghỉ luôn á. Cô ơi mình mở từ mấy giờ tới mấy giờ cô? Bắt đầu 8 giờ
giờ đi chợ về là có đồ là mở rồi đó. À là 8 giờ sáng luôn. Mình mở tới mấy giờ hả? Tới 10 giờ đêm. Tới 10 giờ là mới có nước mía rồi xong sau giờ đó là chị dọn dẹp á. Dạ. 10 giờ là chị xong là chị nghỉ. À có nghĩa là mình phải uống trước 9 giờ. 9 giờ. Chứ không là nó hết. Chị nghỉ. Tại phải nghỉ đặng sáng hôm sau mình làm nữa. Mấy em nhớ ủng hộ chị là trước 9 giờ giùm chị nha. Dạ. Cái này 7 ly kia trước đi em. Ba uống 2 đem về ha. Để sụi riêng cho nha. Chị sự riêng chị ngoại góc mấy để như này chứ để trời sáng giờ chị giao 200 ly bên công an chị giao luôn hả chị hả? À, không nó đặt rồi tự nó qua nó lấy à. Chị phải làm để chị giao 200 ly luôn. 200 ly mới 200 ở đó mới có 17 nè trời ơi. Đây là nước mía ra ba uống sầu riêng. À, thằng Phương Dừa nó có Phương biết thằng Phương Dừa không? À dạ không ạ. Phương Dừa. Phương Dừa cô ơi à, một ngày mình bán khoảng bao nhiêu ly nước mía cô có thể ước lượng được không cô? Nhà chị bán cũng nhiều lắm em. Khoảng cả ngàn ly nước mía rồi. Một cả ngàn ly nước mía luôn. À một ly trung bình là mình là bao nhiêu tiền hả cô ha? 11.000. À 11.000 thôi đầy đủ luôn. Mà nó không đầy đủ thì cũng là 10 ngàn. Có 8 ngàn. À không đầy đủ 8 ngàn thôi mấy bạn ơi. Còn mà đầy đủ. Nước mía có sầu riêng rồi đó. Dạ dạ. Còn mà đầy đủ là 11 ngàn. Mang đi cũng 11 ngàn mà uống tại chỗ cũng 11 ngàn. Đem đi thì mình tốn tiền bao bì. Đi đem về 2 đem về là 3 ly thôi. Ờ. Tốn tiền bao bì nhưng mà chị cũng vẫn tính như vậy. Chị có theo dõi luôn ha. Theo chứ à, nó kêu mình ăn tô mà à, dạ. Còn giờ mấy ăn? Hai với hộp ba. Giờ mấy hai hả? Cái nữa. Nam ngày nay bữa đó đoàn Việt Nam ngày nay cũng kêu theo dõi mà trời ơi đâu ở không đâu theo dõi tôi ơi. Dạ. Ví dụ YouTube thì ví dụ mình nay mình không lên được mai mình lên còn cái kia Việt Nam ngày nay là nói dạng như thời sự á. Dạ. Nó phát ra rồi không biết tụi nó có thấy tên Facebook không chị không biết cho nên chị không theo dõi. Với thằng HTV cũng có quay chuyện nó cũng theo dõi là thôi không được theo dõi. Tại mình làm tối nay nhé. Nó nói gì lắm, nó nói hả cô ơi con quay một phút là nhiều tiền lắm mà con thương con quay á. Dạ hả? Cô á, cái thằng HTV á. Dạ. Nè mít nè chị cắt cho như vậy nè. À mít này là mình lấy hay là mình ở vườn. Chị người ta lặt sẵn vậy cho chị. Dạ. 110.000 một ký lô mít này nè, mít ruột này xong. Dạ. Bỏ một hết cho mình. Chứ làm không dễ rồi mà phải đưa chia hai lần đây họ bẻ hai lần đổ đi còn gì nữa không rồi, còn mấy viên nữa con hát lấy mía này chín hết mía chứ này hai cái người đứng đó là ba ly nữa hỏi mẹ lại đi lấy nước mía đi hết nước mía rồi à cô thường thường con thấy người ta bán nước mía á là mình có nặng tắc á còn mình ở đây là mình bán sầu riêng cho nên mình không bỏ tắc có tắt cho chị ép đó ép chung luôn hả cô? Ờ, chị ép tắt ở ngoài nước ép ở ngoài à nước mía ở ngoài tắt với dừa là tắt với dừa ép chung dừa khô bào á em à dừa khô bào mình ép chung luôn mình bào cái dừa đó nó ngon hơn cái dừa mà cốt của ấy dạ à thì nãy giờ mình mới phát hiện là cái nguyên liệu cô nói là cô ép nước mía là có ép chung với tắt này với lại dừa khô ép nó ra nước rồi bán chứ không phải là nặng tắt trực tiếp không em phải nặng ra bỏ cái nước chua nó ra cái vỏ xong à dạ rồi rồi. Cái quán nước mía này là mọi người ngồi xong uống xong rồi ra đây cái công viên này kêu bưng ra đây công viên này cũng được nè à, họ cũng có kê ghế cho mình ngồi luôn rất là mát luôn á.